trở lại bản tin ngắn. Tổng chứng lý của New York Letitia James. Má tên này tôi đọc lì lì đúng luôn, mà nó lì kinh khủng. Nó rằng vụ kiện của bà và các vụ án hình sự cấp tiểu bang chống lại ông Trump có thể bị trì hoãn do Bộ Tư pháp truy tố cựu Tổng thống Trump. Có nghĩa là gì? Tức là tụi nó sẽ get Trump cho bằng được. Là bởi vì bây giờ ông Biden ông làm thì tụi nó không cần làm, đúng không? Thì nó mẹ tụi bay muốn bỏng vô tù nữa chứ rồi, bằng luật pháp. Nó muốn triệt tiêu ông bằng luật pháp. Nó muốn sử dụng cái luật pháp để lấy cái lá phiếu của chúng ta. Trong cuộc phỏng vấn với Post Say America, tổng trưởng lý của đảng Dân Chủ tại tiểu bang New York đã trả lời câu hỏi dự án liên bang ảnh hưởng của bà về cuộc điều tra hay dự biện lý Alvin Bragg như thế nào. Rất có thể tôi tin rằng vụ kiện của tôi về dự án của biện lý Alvin Bragg, dù tiểu bang Georgia rất tiếc tất cả phải hoãn lại chờ kết quả của dự án liên bang. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nếu mà dự án liên bang mà ông Trump tuyên bố vô tội, nó sẽ quýnh động những dự án tiếp theo. Tôi biết sẽ một trận lũ lụt. Một là cái kiến nghị bác bỏ vấn đề thủ tục cung cấp bằng chứng trước khi xét xử toàn bộ các việc đó. Vì vậy thật sự tất cả phụ thuộc vào vụ án của ông Trump tại tiểu bang Florida. Rõ ràng tất cả chúng ta đều muốn biết thẩm phán Elian Kennan sẽ làm gì và liệu bãi có trì hoãn vụ án đặc biệt đây không. Gặp tôi trì hoãn cho tới sau của 2025. Tuy nhiên bà James cũng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào. Trái lại, thằng cha BT, giám đốc đồng hành đầu hội đồng công tố của Georgia cho rằng tài liệu mật của liên bang sẽ không làm gián đoạn lịch trình của vụ án khác, kể cả luân quận Fulton. Điều tra của ông cho thấy không có luật nào cho phép chính phủ liên bang có thẩm quyền tiến hành trước. Tức là bây giờ là ai cũng muốn, ta đây là một công tố viên đặc biệt, ta là một công tố viên đang truy tố ông cựu Tổng thống Trump. Khi mà chính phủ của liên bang đã mở đường thì không có gì mà chính phủ của những tiểu bang không thể làm được. Ra đây Pugliese mấy là người take on ông tổng thống của nước Mỹ. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đang bỏ tù. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ là một người đang đấu tranh cho công lý. Công lý. Trước đó vài tháng ông Trump đã bị ông Brad truy tố cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh đến với khoản thanh toán được thực hiện ở cuộc bầu cử của 2016. Đồng thời công tố viên của vùng Fulton Georgia cũng đang điều tra ông về khả năng can thiệp bầu cử của 2020 của tiểu bang Georgia biện lý quận. Fannie Willis đã đồng cộng thống Trump có thể truy tố vào tháng 8 sắp tới đây. Vụ kiện 250 triệu đô của bà James cáo buộc ông Trump thổi phồng tài sản của mình với khoản vay ưu đãi. Lẽ ra ông không được hưởng, ông ấn định ngày hầu tròn. Mà cái giá thị trường bất động sản mà định được hả bà? Tôi sợ bà luôn. Và đó là bản tin và đó liên quan đến thành phố của New York, và đó là vẫn tiếp tục những cuộc săn tìm phù thủy của đảng Dân Chủ, và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.